chia sẻ thực sự với các bạn đó chính là từ bé đến lớn Tâm chỉ có một ước mơ duy nhất, đó chính là chiếc xe này thôi. Ai mà lên xe Tâm cũng quay qua nói với Tâm một câu là: Tâm ơi, dọn xe đi, dọn xe đi, dọn xe đi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn lựa chọn video này giữa hàng ngàn cái video ngoài kia. Hôm nay trong video này thì Tâm sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe màu hồng đáng yêu của Tâm nha. Có rất là nhiều bạn nói Tâm là hãy quay với chiếc xe hồng của chị đi, giới thiệu về xe hồng của chị đi. Thì hôm nay là Tâm thấy đây là một cái dịp rất là phù hợp để mà Tâm có thể giới thiệu em bé này với các bạn. Có rất là nhiều người hỏi Tâm là sao không lựa chọn những cái chiếc xe khác. Chia sẻ thực sự với các bạn đó chính là từ bé đến lớn Tâm chỉ có một ước mơ duy nhất, đó chính là chiếc xe này thôi. Một cái ước mơ cháy bỏng luôn á. Từ những cái năm mà còn học cấp 2, cấp 3 là Tâm chỉ có ước mơ là tới khi nào mà Tâm có thể biết lái xe là Tâm có thể lái một cái chiếc con bọ màu hồng như vậy thôi. Tâm chỉ có một ước mơ là chiếc này thôi. Và mẹ Tâm cũng có hỏi Tâm là: ủa con ơi, tới bây giờ con vẫn còn thích chiếc này hả? Và Tâm vẫn trả lời là dạ. Cho nên cái ngày mà Tâm nhận được cái xe này và cái xe này nó hoàn thiện, nó mang về cho Tâm á, thì Tâm sợ các bạn đang cảm thấy là một trong những cái ước mơ lớn lao cuộc đời Tâm nó thực hiện được. Đầu tiên là về màu xe nha. Thì màu xe nguyên bản của chiếc xe này không phải là màu hồng mà nó là màu nâu, nâu cánh gián. Thật ra là cũng rất là đẹp. Nâu cánh gián mà cái màu bóng bình thường á, cái màu đó vẫn rất là đẹp, nhưng mà nó đơn giản chứ nó không phải là cái màu Tâm thích thôi. Ngày xưa cái mâm xe này á là màu màu xám, nói chung là mấy màu mà màu bánh xe bình thường á bạn, màu inox, màu xám sáng sáng á. Nhưng mà sau đó Tâm nghĩ là nếu mà mình đi sơn lại màu đen nó sẽ rất là ngầu, rất là cool, nên Tâm đã đi sơn lại. Và thực ra các bạn sơn xong về thì hơi hối hận, bởi vì sơn về rồi mới nhận ra là cái mùi xe của mình là màu xám, và tự nhiên cái bánh xe nó bị màu đen, bị tối quá, bị đậm màu quá, nó bị làm cho cái xe nó, cái màu nó không có được cân bằng. Nếu mà một ngày mà Việt Nam mình có thay được cái mùi thành một cái màu đen á, Tâm nghĩ Tâm sẽ mang ra nó mà thay để cho cái màu nó hòa quyện với nhau hơn, nó hợp hơn, nó matching với nhau hơn. Hiện tại nếu mà mở mùi lên như vậy thì thấy nó hợp. Khi mà đóng mùi lại sẽ thấy là phía trên này nó đang bị một cái màu nhạt pastel, mà phía dưới này lại là một cái màu rất là hầm hố đó. Cho nên là rất là mong một ngày có thể đi thay được cái phần mui phía trên này. Thì cái xe dạng như vậy là có hai loại, một loại là convertible và một loại là inconvertible, tức là một loại là mui trần và một loại là mui bình thường á. Tâm đã lựa chọn cái loại mui trần. Tâm thích cái loại mui trần hơn, bởi vì khi mà bỏ cái mui ra như vậy này thì những cái xe rất là cute, nó giống như là trong mấy cái phim mà chick flick mình hay xem á. Nói chung là Tâm thích cái sự đáng yêu của nó, cho nên là Tâm đi tìm một cái chiếc mà mui trần. Theo Tâm nhớ lúc nó đi mua thì Sài Gòn chỉ còn một chiếc này là mui trần thôi, bởi vì là trong hãng Volkswagen nó chỉ bán những chiếc xe không có mui trần, tại vì là ở Việt Nam mình là thời tiết không phù hợp á, cho nên là hãng không có dám lấy về những cái chiếc mui trần. Nói chung là chỉ có Tâm là hơi cá biệt là thích đi mui trần thôi, cho nên là Tâm phải đi ra ngoài cửa hàng mà bán nhiều loại xe khác nhau á thì mới có một chiếc mui trần Volkswagen này. Đúng lúc đó là Sài Gòn chỉ còn một chiếc duy nhất thôi, họ có chặt chém hay là có màu gì đi chăng nữa cũng vẫn phải lấy. Cuộn giấy dán này là Tâm phải ship từ nước ngoài về và cũng phải mất một thời gian khá là lâu. Và thực ra đây là đợt dán thứ hai rồi. Đợt đầu tiên là Tâm đã chẳng may Tâm đi nói chung là Tâm cũng đụng đít đụng đuôi rồi nọ đủ thứ hết rồi, nên là cái đợt đầu nó đã bị chày khá là nhiều, nên Tâm đã phải đi dán lại. Và cái cuộn giấy này ra nó thật là khá đắt, bởi vì là phải ship từ nước ngoài về, và cái giấy là Tâm nhớ là cái anh hướng dẫn anh nói là gì, giấy lụa giấy gì á, nói chung là đại khái là một cái chất lượng rất là tốt. Khi mà dán á là cuộn giấy nó phải được sử dụng nhanh nhất có thể, bởi vì để ở đây một thời gian dài là bắt đầu giấy nó sẽ không có còn dính được như ban đầu nữa, cho nên là khi mà cần dán cái gì mà cần sửa gì là phải làm liền. Nãy giờ là mình đã nói xong cái phần ngoài rồi đúng không, bây giờ mình sẽ vô trong xe nha. Và đợt vừa rồi Tâm có mua rất là nhiều đồ để mà trang trí cho em nó, cho nên bây giờ các bạn hãy cùng đi trang trí với Tâm nha. Thì đầu tiên cái quan trọng nhất của chiếc xe là gì, nó chính là cái vô lăng. Ây da, đây cái vô lăng đây. Thì thực ra Tâm có mua hai option, một là cái này, hai là cái mà full lông mình full như vậy nè của một cái set, nhưng mà Tâm cảm thấy là cái lông nó sẽ rất là dễ bị dơ và nó hơi bị đầm quá, nên thôi Tâm nghĩ là cái này đã cũng dữ lắm rồi, là cũng lố dữ lắm rồi đó, nên thôi Tâm sẽ lựa chọn cái này. Sao ta, yay, xong rồi. Đề can dán xe Tâm cũng dán ở những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong xe như vậy nữa, như là ở trên vô lăng hoặc là trên cửa, hoặc là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy nè đó, để cho cái xe như là nó là một á, nó gọi là sao ta, nó hòa quyện lại một, và nó từ trong ra ngoài nó giống nhau. Rồi tiếp theo đó chính là, thực ra các bạn mẹ Tâm lộn, cái quan trọng nhất của một chiếc xe chính là chìa khóa chứ không phải là cái vô lăng. Tại vì bạn không có chìa khóa mà bạn không lái được đúng không? Tâm có mua luôn một cái vỏ gắn chìa khóa như vậy. Thì nó đơn giản chỉ là một cái miếng như miếng nhựa ở ngoài thôi. Nè các bạn có thấy không? Nó cũng rất là dễ tháo lắp, một cái miếng nhựa thôi à. Và Tâm có gắn thêm một cái keychain này nữa của LV. Cái này Tâm được tặng. Còn cái vỏ này là Tâm mua, này là Tâm được tặng. À, tiếp theo đó chính là, đây là cái gì?
đây là cái đồ để gắn vô cái cần, bọc cái cần lại cho nó, nói chung là cho nó đều vậy đó mà. Đó thì là cái vô lăng mà Tâm nói, mà cái lông lông lúc nãy là nó full bộ của cái này nè. Và thêm cái này là gì ta? Để Tâm coi thử xem. Ở đây cái vô lăng, đó thì là nó cùng bộ nè, cùng set với lại thêm cái này nữa. Đó là một set 3 bộ. Thì cái này là để gắn vô cái thắng tay. Xinh xắn lắm. Rồi tiếp tục đang sẵn ở đây thì Tâm sẽ gắn luôn ở đây là một cái kệ nhỏ nhỏ. Cái mục đích của cái kệ này là gì? Đó chính là vừa không có để mình rớt đồ ở dưới cái kẽ. Cái thứ hai là mình có thể để thêm đồ ở trên đây được. Và nó có một cái lỗ ở đây nè. Có một cái lỗ ở đây là để có thể bỏ được dây cắm sạc vô. Và để điện thoại được ở trên này, cắm sạc. Và nó có một chỗ để ly nữa. Đó, rất là tiện. Thì Tâm sẽ nhét vào đây nha. Đó. Nói chung là nó hơi kênh một chút xíu nhưng mà thôi cũng được, để có thể đựng thêm được đồ và đựng thêm được một ly nước khác. Thực ra là Tâm mua tới hai cái kệ lận nhưng mà Tâm cảm thấy là có vẻ như chỉ xài được có một thôi, tại vì cái bên này nó không có vừa nên thôi Tâm xài một thôi. Tiếp theo đó chính là Tâm có cái này. Cái này đó chính là một cái vòng quanh cái nút start stop á, cái nút mà khởi động của xe á, thì Tâm đã dán một cái ở đây rồi đây. Đó, Tâm đã gắn vô rồi. Thì cái nút mà nút khởi động, nút đề ba á, so cute. Coi còn cái gì nè. À đây Tâm còn cái này. Cái này chính là một cái đồ để mà đựng khăn giấy. Tại vì Tâm thấy là Tâm vứt hộp giấy khắp nơi hết trơn á đó. Nó rất là ghê. Và kiểu mà giấy như vậy nó cũng không có sạch đó. Khi mà Tâm thấy cái này ở trên Amazon, Tâm cũng thấy gọi là quá đỉnh. Tâm phải mua ngay. Cái này xài sao ta? À đây 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 đây. Đó, cái này là để đựng giấy nè. Cái này Tâm sẽ lấy thêm. Còn cái này là cái người ta tặng. Lấy xài đỡ hen. Lấy xài đỡ, gắn đỡ cho các bạn thấy nha. Khi xài hết cái này Tâm sẽ lấy thêm giấy, Tâm bỏ vào. Đó, Tâm sẽ lấy giấy ở đây. Thực ra là cái túi đựng giấy như vậy cũng không có đựng được nhiều đâu. Nhưng mà Tâm nghĩ đi xe thì như vậy là cũng đã tiện rồi. Mình hết thì mình cứ bỏ thêm vào thôi. Đây, đựng lên như này, kẹp lại. Đấy. Ôi nó vừa size luôn á. Này các bạn ơi, các bạn thấy không, nó vừa luôn nè. Nó vừa khít luôn á. Là đây là cái gương nè. Đó thấy không? Mà là nó vừa khít đủ cái size của cái gương này luôn nè. Hay quá. Oh my god, like it's meant to be. Và đây là chỉ cần lấy giấy ra thôi, rất là tiện. Cần cái gì là lấy được thôi, tại vì xe Tâm cũng nhỏ. Nên là có ai xung quanh mà ngồi cần thì Tâm cũng có thể rút ra và đưa mọi người thôi. Không có gì khó khăn cả. Dễ thương quá à. Giống như thật sự luôn á. Nè, mình rút thử nè. Rút thử. Woo! Tiếp theo đó chính là đồ để ly. Không phải đồ để ly mà là đồ gọi là gì, để vô trong mấy cái chỗ mà để đựng ly á các bạn. Dễ thương không, những cái cục tròn tròn như vậy đó, nó giống như vậy nè, để cho dễ chùi rửa. Các bạn đặt vô trong này cũng sẽ nó lọt thỏm rồi nhỉ, như nó hơi nhỏ đúng không, đó hơi bé mà thôi kệ, nó cũng xinh. Này vừa cũng vừa luôn, để luôn. Với lại đằng sau của Tâm cũng có một cái ngay sau nó nè. Ủa này là không vừa trời, sao cái size này nó lạ luôn vậy, sao chỗ rộng chỗ chật ta ơi. Cái này Tâm còn dư một cái, tại vì là đằng sau không vừa nên thôi Tâm thôi bây giờ nhét đại đây luôn đi nha, chứ cũng không vừa rồi. Ok, bây giờ Tâm mới vừa để ý là nếu mà để giấy này ở đây thì sẽ bị muốn tầm mắt, cho nên Tâm sẽ dời cái này qua bên này nha. Với lại nó đang bị hồng quá phía này nữa, cho nên là Tâm nghĩ nếu mà dời qua đây nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ balance hơn, thì khi cần cũng vẫn có thể lấy được thôi. Đó, mà người bên này thì cũng không có cần Tâm nhìn mấy đúng không. Tiếp theo Tâm coi còn cái gì nha. Này là cái gì, con này gắn rồi. À rồi, là đây. Tiếp theo Tâm có cái này, đó chính là hai cái đồ để mình treo giỏ phía sau. Nó như vậy nè, dễ thương ha. Các bạn thấy không, các bạn thấy cái là cái gì? Cái cục tròn này hả? Dễ thương ha. Cái này là dùng để gắn đằng sau như vậy nè. Đó, rồi. Với hai cái móc như vậy nè, Tâm chỉ cần gọi là quay đằng sau là có thể treo được túi hoặc là treo bất kỳ cái giỏ gì mà Tâm cần ở trên đây. Chứ không cần mà phải quăng la liệt ở dưới đất hoặc là ở cái băng ghế sau như trước nữa. Quăng đằng sau như vậy các bạn vừa hư túi nha, mà còn vừa đổ đồ, rồi chẳng may mà có chở ai là còn phải dọn dẹp rồi, rất là cực. Cho nên là có những cái móc như vậy sẽ rất là tiện, mà nó cũng gọi là cũng là một cái điểm trang trí cũng rất là xinh cho cái xe của mình. Đó, thử nha, ví dụ như vậy nè. Xinh không? Gọn đẹp ha, tuyệt vời. Tiếp theo là Tâm có những cái túi xinh xinh như thế này để đựng rác. Túi này rất là tiện là bởi vì là túi không thấm nước, cho nên nếu mà có vứt những cái gì mà nó hơi ướt ướt một chút, có khả năng thấm thì cũng không có sợ là nó bị dính dơ cái túi này nha. Và có một cái Tâm thích nữa ở cái túi này chính là khi mà cần mà đổ rác đi á, đây nè, đây nha, cái đầu nè, đây cái đuôi nè, thì chỉ cần mở cái đuôi này ra đó là bạn có thể đổ được rồi, chứ bạn không cần mà phải gọi là mở cái này ra rồi xong như vậy rất là khó. Nếu các bạn chỉ cần đổ và thôi, chỉ cần bỏ rác vào xong rồi là khi mà cần đổ là mở cái đít này ra là đổ nó thoải mái. Đó, thì đây là những cái túi rất là tiện cho xe hơi,
hoặc là đi du lịch, tại khá là những cái nơi nào mà các bạn cần một cái sự gọn nhẹ và tiện lợi á, thì có thể sử dụng những cái túi này. Và nó cũng rất tiết kiệm chỗ, bởi vì là mình có thể chỉ cần treo ở đằng sau cái này thôi nè cũng được. Nó vừa gọn nhẹ nè, nó vừa tiện lợi, không chiếm diện tích, cho nên là với cái túi như vậy á, thì là Tâm có thể giúp cho xe Tâm nó gọn gàng hơn. Bởi vì bạn bè Tâm, ai mà lên xe Tâm cũng quay qua nói với Tâm một câu là: Tâm ơi, dọn xe đi, dọn xe đi, dọn xe đi. Thì đó, thì bây giờ từ giờ trở đi là Tâm đã có thể sống gọn gàng hơn, cho các bạn mình thấy là Tâm cũng có khả năng sống gọn gàng nha. Bây giờ Tâm gắn thử ở đây, ok, và chỉ cần rút lại đó. Thực ra đang có một cái vấn đề nho nhỏ, đó chính là có hai cái móc treo ở đây thì không biết nó có vướng víu gì hay không. Tâm cứ để đỡ ở đây đi ha, rồi trong quá trình sử dụng thì mình sẽ xem xét sau. Nếu mà thấy vướng quá thì Tâm sẽ gỡ hai cái miếng này ra và Tâm chỉ treo đồ ở hai bên kia thôi, hoặc là ngược lại, hoặc là gỡ hai cái kia ra để mà treo cái túi rác qua kia. Thì nói chung là trong quá trình sử dụng thì mình sẽ chỉnh sửa nha, chứ bây giờ cũng không còn biết treo đâu. Tiếp theo là Tâm có theo Tâm thấy là hơi làm quá, nhưng mà Tâm đã ráng hạn chế hết mức có thể là lấy những cái gì mà nhìn nó đơn giản nhất, nhưng mà màu hồng thôi. Chứ nó có những cái loại khác hả, nó còn là hình hình vương miện, rồi hình hoa, rồi đủ hết trơn á. Thì nó chính là cái gì? Nó là bốn cái đồ, cái nút vặn bánh xe, cái van bơm bánh xe. Tâm cũng không rành ngôn ngữ về xe hơi, Tâm có thể không rành về những cái từ chuyên môn về xe hơi, nhưng mà Tâm có thể đảm bảo được là Tâm làm quá là một điều chắc chắn. Đâu không được. Thì Tâm làm luôn nha, đây Tâm mới vừa gỡ đây nè, đây đen thui, gắn này vô nha. Cái này mở ra nó có bị, nó có xì hơi hay là gì không? Sợ quá, nó có nổ không vậy? Vừa, nói chung chắc chắn là phải vừa rồi, còn phải vặn chặt lắm không ta? Vừa thôi, ok, vừa thôi hả? Vậy thôi nhẹ ra bớt. Rồi, dễ thương ghê. Điều tiếp theo không thể thiếu đó chính là mùi hương trên xe. Tâm đang cầm trên tay một cái chai tinh dầu của Ma Um. Cảm ơn Ma Um đã tài trợ cho video ngày hôm nay nha. Ma Um trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là trái tim, cũng nghĩa là tấm lòng. Thể hiện là sản phẩm này được 100% làm bằng thủ công. Thì khi mà làm bằng thủ công á, thì cái người nghệ nhân hương rất là chăm chút và tỉ mỉ cho từng cái chai tinh dầu một. Lý do mà sao Tâm chọn cái bình này không phải là những cái bình màu khác là bởi vì đây các bạn nhìn thấy không? Nó như được sinh ra dành cho nhau vậy đó. Cũng màu hồng nè. Và cái packaging là siêu đẹp. Đây, Tâm sẽ mở ra nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Dễ thương không? Thật ra cái dạng mà chai tinh dầu mà cắm những cái cây vào như vậy á, là thường là sẽ để ở trong phòng. Nhưng mà tuy nhiên là Tâm thấy nó đáng yêu quá, nó quá xinh đi. Và Tâm cũng cảm thấy là cái size nó cũng phù hợp với để trên xe, nên Tâm đã test thử. Tâm đã có lấy một chai ra và Tâm bỏ lên trên cái chỗ mà để nước uống á. Và Tâm đã lái đi vài vòng rồi. Nói chung là cứ bỏ lên xe và lái đi thử, để coi thử là nó có bị chạy hay không, hay là nó có bị vấn đề gì hay không. Thì Tâm thấy nó rất là ok, nên Tâm cảm thấy là hôm nay là Tâm mang ra lại và Tâm bỏ chính thức lên trên xe Tâm cũng là rất là hợp lý. Nên đây, nên Tâm đã mở cái nắp này ra nè. Chai màu hồng này có tên là Đêm Ngọt Ngào. Trời ơi, Tâm, bạn thấy cái tên không? Cái tên nó cũng, nó tên như cái chai vậy đó. Nhìn nó siêu liệt, so sweet, so cute. Tâm lấy cái cây này Tâm cắm vô luôn nha. Ấn tượng đầu tiên của Tâm về Ma Um Đêm Ngọt Ngào này, đó chính là cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp cho những cái không gian nhỏ. Và mùi hương này Tâm cảm thấy là rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi, chứ không có phải là bị quá đóng khung vào một độ tuổi nào cả. Mà Tâm nghĩ là những ai mà yêu thích màu hồng cũng có thể sử dụng được cái chai này. Một điều thú vị nữa các bạn biết là gì không? Đó chính là những cái chai này là được làm với số lượng có hạn, cho nên là các bạn hãy gọi là nhanh tay sở hữu em nó nha. Link để mà có thể mua được những em này Tâm sẽ bỏ dưới description box, các bạn nhớ bấm vào và xem nha. Thường mà Tâm sử dụng những cái chai như vậy mà có cắm cây á, Tâm sẽ cắm một nửa vào như vậy, sau đó Tâm rút ra và Tâm cắm cái nửa còn lại, để cho bạn chấm cái tinh dầu vô cái đầu của cái cây gỗ, sau đó các bạn đổi ngược lại như vậy thì mùi hương nó sẽ tỏa nhanh hơn. Tâm bỏ lên xe nha. Tâm có nghiên cứu hồi trước, Tâm có cầm cái chai này Tâm lên Tâm bỏ thử á, thì Tâm thấy là ở đằng sau này ok nè, phù hợp. Đây, Tâm sẽ bỏ ở đây, Tâm bỏ ở đằng sau này nha. Đó, thì thực ra là có thể là nó hơi, nếu các bạn nhìn thì các bạn nghĩ là nó sẽ hơi bị lỏng lẻo, nhưng mà Tâm đã bỏ lên và Tâm đã lái thử một ngày rồi thì cảm thấy là nó rất ok, không có bị sao cả, nên Tâm mới dám bỏ ở đây. Hiện tại là chai tinh dầu này lúc đầu là sẽ có giá 500.000, nhưng mà hiện tại là đang khuyến mãi trong vòng một tháng thì là chỉ còn giá 360.000 thôi, thì các bạn hãy nhanh tay mua nha. Chai màu xanh lá đậm này có tên là Rừng Mưa. Mùi hương của rừng mưa đúng như tên gọi của nó, mang hương thơm thanh mát đậm đà của gỗ kết hợp với mùi hương của cam và chanh làm giảm độ nồng của gỗ. Với em bé này á, thì sẽ thích hợp ở những không gian như là spa này, phòng ngủ hoặc là phòng tắm.
Còn chai màu đỏ này có tên là Bí Mật Vườn Hoa Trà My. Cái tên gắn với mùi hương, được chiết xuất 100% từ hương của hoa trà mi, mùi dịu nhẹ và có chút vị ngọt, nên các bạn để em này ở phòng ngủ, hành lang hoặc ban công, phòng thay đồ là cực kỳ ưng ý luôn nha. Với những bạn nào mà nhạy cảm với mùi hương thì cũng không cần phải lo lắng nha, vì sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Vừa rồi là một cái mini tour với cái xe màu hồng của Tâm, thì không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, các bạn nhớ để lại comment cho Tâm biết nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video này và subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official của Tâm nha. Và đừng quên bấm chuông theo dõi để mà có thể nhận được thông báo về những video mới. Cảm ơn các bạn.